Nhưng mà làm bông, cái chương trình làm bông ai cũng làm nó ra hết trơn á. Còn mà muốn giữ trái trên cái cây đó mới là quan trọng. Cái thời điểm mà sau xả nhị tới lúc mà 55 60 ngày là mới quan trọng nhất. Chứ còn mà làm bông á, tôi nói ai làm cũng ra hết trơn á. Mà cái giữ trái trên cây mới là quan trọng thôi. Cái đó là cái bí kíp đó, chuyên nghiệp luôn á. Nhưng mà anh chị nào tới đây tôi chia sẻ cho. Ông bảo quyết tâm bỏ vô sữa luôn không? Chưa ừ. Sen nữa chứ mình vẫn còn ăn. À vẫn còn ăn trái được tới hả? Ừ, tới chừng 2-3 năm á. À. Cái mình chặt nó đi là sầu riêng nó lớn lên. Mấy cái gốc này không kiếm những cái đơn vị mà họ thu mua cây kiểng anh khá. Không. À chứ bỏ đó, anh sen cái đó rồi đó. Sen sầu riêng cái đó rồi đó. Lâm khéo quá ha. Miền Tây năm cao tốt gió. Trái ác quá trời, nó xuống vậy năm nay trái nhiều lắm. À, để dứt năm nữa cho mấy chị đâu bán anh khá. Thế là mình điều chỉnh nó làm hữu cơ anh khá được cái vú sữa này cho cái trái nó chuẩn lại. Vú sữa này anh đâu có thể hữu cơ đâu mà tới chừng nó có trái anh thấy phân con cò. À không trái đó. Màu đẹp. Trái ngon không? Ngon không? Quan trọng. Trời, có ly lâm phân con cò. Ừ, ba con cò nha. À. Con cò Pháp đó nha. À. Đó. Nó đi hết cái cây này nè, em thấy mới ngon. Đúng rồi, giờ chưa, nó mới xương xương nè. Ừ, nó đi hết cây này mới ngon. Tại anh cắt quá trời cắt á. Hôm giờ mấy ông xuống dưới đây gặp anh khá nhiều không? Bữa có ông chú nào ông cứ ghé nhóc đó. Nhóc luôn á, hai ba ông luôn á. Hai ba ông ngồi vô hả? Nhiều lắm. Thì kệ chỉ hết người ta. Xuống thì anh không có giấu gì trơn, anh chỉ hết toàn bộ luôn à. Anh không giấu lại cái miếng nào hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi họ về họ làm sao anh không biết. Chứ anh chỉ tận tình luôn. Có thậm chí nha, anh cắt cây cắt cành à. Những cái người mà kết bạn Zalo anh cũng điện cho qua đặng coi à. Nhiều khi họ cắt họ chạy lại họ nói khá bảnh ơi sao mà tôi cắt cây nghe lời người ta nói xí hết trơn. Đúng rồi, trong khi cái cây nó chưa có lụa à. Mình cắt thì cây nó bị xí. À, chưa lụa mà cắt là bị xí đó rồi. Nó đi đụng đụng à. Thì bởi vậy sao mình không chậm lên một bước để cho nó lụa. Mấy ông cây ít hơn của tôi nữa à, mà mấy ông gấp chi dữ vậy à. Còn của tôi 100+ gốc à. Thì tôi phải làm cho nó kịp cái chương trình đúng, ông đúng, hiểu không đúng. Ừ, còn như ông có 20-30 cây thì ông gấp vậy ông để lá lụa đi à. Ông cắt cho tôi à. Nếu cây ông nó hư có xuống à. Lại đây chữ khá mạnh đúng rồi lụa xong mới cắt ừ lại chữ khá mạnh à. Ừ, mà không chịu rồi tới chừng mới ngưng lại cái người ta chỉ tào lao rồi mới gặp mình mới ngưng lại là không làm gì vậy nữa à. Để kinh nghiệm thử một cây đi. Thiệt. Kinh nghiệm thử một cây thì lại là nó ngon hơn cái cây mà cắt hồi mà đọt non. Cái thử hoài mới biết nhiều. Bởi vậy. Không biết á, thằng nghe luôn. Ừ. Rồi xịt sâu rồi cũng vậy. Đó. Ừ. Tôi chỉ hết luôn xuống. Rồi hồi phục cây đồ lại. Tôi cũng chỉ hết cho. À. Mà về không làm. Hỡi cái nói ra tiền. Nghe ghi gu min 500 một ký. Quảng hồn chạy trơn. Trời ơi trời sao mình ăn trái. Mà mình không chịu chăm nó lại. À. Còn lấy gì có trái nữa đúng không? Nhiều cô chú chưa có thu máy chưa có thu mạnh thấy nó nặng tiền thiệt chứ họ thu rồi nữa họ thu rồi à. Nhưng mà năm rồi 100 gốc à. Mà 100 gốc mà 10 năm à họ làm không được 7 tấn gớt hết trơn 100 gốc 10 năm à. Năm à. Ừ. Rồi tôi nói thôi giờ chuyến này nè 100 gốc 10 năm ừ. Tôi làm lấy từ 10 đến 15 tấn thì chịu không à. Khoái cười ôm tôi quá trời ôm mà làm có được không à trời ơi trời anh nói thiệt với em nè hả anh nói cho em nghe nha à. Cái bông này nè nha rồi là cái bông này á là làm á nó tuyệt vời luôn nha à. Nhưng còn sầu riêng mà đậu trái trên cây á là mới quan trọng đúng rồi làm bông thì nó ra thì dễ mà trái nó đậu trong thân đúng nói đó đúng trái nó đậu trên thân á mới là khó đâu quay nhà vườn nhà mà bị mà anh phải xài thấy em không im chứ em thì nè trong hết trơn cái đống này em thấy có thằng nào mà kéo đọt không em lục hết đi không thằng nào kéo đọt anh không bao giờ cái này gờ ghen mất mấy giây không hiệu quả trả lại tiền à không hiệu quả trả lại tiền à nè không à cam kết luôn ha ví dụ không hiệu quả ra mình đòi tiền lại đúng không hiệu quả trả lại tiền nè anh khác ra đòi lần nào chưa hả anh khác có ra đòi lần nào chưa anh xịt quá hiệu quả lấy gì đòi hiệu quả không đòi á xanh càng xanh thêm nè đây
mà mua. Cái đợt rồi á mà người ta tìm người ta điện em á. Dạ. Tại anh đâu có cho số điện. À. Rồi dạ. Người ta điện em, rồi người ta dám đi tới đây, xuống tới đây tới vườn luôn. Thì người ta, anh chỉ nói địa chỉ là nhà nó chợ ếch. À. Chợ ếch rồi vườn thì trong Mương Điều. Chợ ếch, đúng rồi, chợ ếch. Ừ. À. Đó, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Ông chú với ông ghé ông bên Vĩnh rồi... Long qua hơi nhiều á. Ừ, ông đi qua tới đây luôn á. Ừ. Cái mà khiến vì sao mà bên bên mấy nhà nông dân muốn kiếm anh Khá biết không? Ai... Họ trúng cái luồng thuốc phân nó không phù hợp. À, nó bị suy cây. Ta đi bách lo nhiều quá. Nó chết cây nhiều lắm. Bách lo dính trưởng dữ lắm, nhiều luôn. Mà nói chung ra là xài bách lo nhiều chừng nào là tác hại không chừng đấy. Sầu riêng mà. Nhưng mà khi xài bách lo thì loãng loãng thôi. Nếu mà muốn quá xài á. Nếu em loãng thì nó không có ra bông. Vậy hả? Mà ừ. Trái vụ thì người ta dùng được. Chứ mình thận vụ thì cũng cần thấy đâu. Nè, như của anh Chiến rồi cũng nói không xài bách lo. À. Là anh xài trái bảy màu. Nhưng thật chất trong đó nó cũng có mà tỷ lệ nó ít. Đúng rồi, loãng loãng thôi. Ừ, thì cây của mình nó không bị hư. Ừ. Là một. Hai nữa thì mình cộng với cái gối giải độc này nó quá nhẹ. Ừ. Mình chỉ đi một, hai là xong. Ừ. Còn có người ta đi cho mảnh bách lo vô thì người ta giải độc không được nữa thì cây buộc phải chết. Đúng, nó đơn giản vậy thôi. Quy trình nguyên cách nó vậy đó. Ừ. Thì giờ làm cách nào cũng được. Ai biết bà con thích làm gì làm. Nhưng họ tìm tới đây không bách lo là họ phái. Đúng rồi. Anh thậm chí anh vậy, anh là người đứng đây nó tìm bách lo là anh sợ rồi. Ngày xưa anh cũng đã bị dính trưởng rồi chứ bộ. Ông đủ dính kìa, ông chú Ni dính đó. Ừ. Dứt hai cử mất ăn luôn. Còn đủ không biết làm sao, quay cây lên làm sao rồi thấy sao mà nó bèo bèo không đủ á. Bèo chứ sao, thì đó dứt hai cử bách lo. Bách lo dính cử là em rồi đúng không? Anh dứt hai cử nó cứ ra bông ngay cái nách lá ngoài gần ngọn á. Ừ. Là chết bà luôn. Ừ. Xịt cái ông, xịt cái giò xịt nó là phun mạnh nữa. Cái nó lên trên nữa là nó dính ở trên ngọn. Đúng, xịt bắt vào cái phà cái hơi nhẹ nhẹ thôi, rà cành nhẹ thôi thì ok. Mà đem xịt mà cái vòi xịt nó phun mạnh quá nó lên. Nhưng trên mà lại. Hai cử bách lo nha. Mà đúng, nó không đó. Chết là hơi. Nó hết lá mất tiêu bây giờ. Cái nó rụng lá nó chết luôn á. Bây giờ năm nay á có nhiều người á quá trời họ chết á, sầu riêng nè. Dạ. Mở cây giống á quá trời nó bắn. Hết giống đủ. Ừ. Nó bị cháy hàng ghi sáu luôn á. Hết giống, em này cả tiền nguyên kiếm ra. Bởi vậy mà giống nó lại mắc. À. Không có cây mua luôn ấy rồi, nó là có rồi hên rồi á. Có những ông nha, mà lại đây có khi hai chồng. Tôi nói á, tôi không có ngại gì, tôi chỉ hết trơn. À. Mà làm được không được á, thì đừng đổ thừa Khá Bảnh. Đúng rồi, dao động thì tư tưởng quá mà. Ừ, rồi nếu mà anh chị tới đây thì... tôi phải thật tình khi gần tôi điện cho tôi làm những gì, tôi xịt những gì, về mua làm. Còn mà không có chỗ đó, tôi chỉ cho chỗ đi mua luôn. Đó. Tới nhiều lần lên chứ tới một lần mà rồi mà biết hết thì đúng quá, tới vài lần ừ. Chịu khó mình tiếp chút. Bởi cái gì cũng vậy, tôi làm hết trơn, rồi nhìn cây tôi, rồi nói ủa sao mà làm không được vậy. Nhiều khi họ có thiếu cái gì đó. Có một cái mẹo gì nhỏ nhỏ đâu. Không, nó chỉ đơn giản vậy thôi đó, đậm cá hô mít chi cô đặc ma rồi. Chứ nếu mà mình ăn xong rồi mình nghỉ bung nước ra vô 7 ngày. À. Rồi bắt đầu mình mới đi lại thằng Gigomin rồi tiếng trùng ghế Agifort. Đúng. Rồi xong rồi xịt. Xịt nấm bệnh ở trên thì Gigomin Agifort xịt nó hai cử. Ừ. Rồi xong thả sâu gầy rồi tắm cây hết toàn bộ với quan niệm người ta xịt chỉ lá. À. Không bao giờ ở trong. À, cứ ở trong là hấp thôi. Thụ hơn. À. Ở ngoài thì nó đâu quan trọng, quơ xương là được rồi. Nhưng ở thằng trong này nó hấp thụ hơn nè. Đúng rồi, lá lùa nó mới hấp thụ. Mà họ phong cách họ làm mình không biết. Ừ. Tôi xịt nói là 1,000 mấy không á nha. Ngàn mấy. Tại tôi xịt trong xịt ngoài luôn mà. 1,000 mấy lít. Ừ. À. Tôi xịt là tôi lại thiệt chứ nói là 1 ngày. Có khi hơn 1 ngày nữa. À. Tại vì tôi xịt kỹ mà. À. Là ở trong tôi quơ hết trơn ở trong, tôi mới xịt ở ngoài. Chứ đâu phải mà tôi xịt như người ta xịt ào 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 rồi đi hết trơn người ở trong nó. Nhiều khi ở trong đó nó không dính được cái thuốc. Đúng, đúng. Ừ, rồi xong cây nó phát. Nhưng mà khuyến cáo là những cô chú nào đã xuống rồi, đã biết chỗ rồi á thì tốn tiền xăng như mấy anh Khá chạy xuống. Đúng rồi. Nhưng mà nó đỡ biết bao nhiêu chi phí phân thuốc nữa. Mà lấy cái chi phí mình làm sai đó thì qua mình chạy ra đúng. Coi cái là nó thực tế hơn. Ừ. Rồi tôi dám chắc chứ, nếu như mà làm bông, cái chương trình làm bông ai cũng làm nó ra hết trơn á. Đúng rồi. Còn mà muốn giữ trái trên cái cây đó
mới là quan trọng. Cái thời điểm mà sau xả nhị tới lúc mà 55-60 ngày là mới quan trọng nhất. À, chứ còn mà làm bông, tôi nói ai làm cũng ra hết trơn á. Mà cái giữ trái trên cây mới là quan trọng thôi. Cái đó là cái bí kíp đó, chuyên nghiệp luôn á. Nhưng mà anh chị nào tới đây tôi chia sẻ cho. Còn không thì nhiều khi bây giờ á, là kỹ sư với giám định với mấy người kia bằng cái gì nè, kỹ sư với gì? Không phải. Kỹ thuật à. Quá nhiều đi. Nói chung là ai cũng có sầu riêng, ai cũng có phần kỹ sư trong đó hết trơn á. Bởi vì tôi không dám chỉ cái phần đó đâu. Giờ anh chị em nào á muốn tới khá bảnh, có hôm đó ông đó nói, ủa sao tôi tìm khá bảnh mà tôi hỏi hoài không ai biết khá bảnh, không ai biết khá bảnh. Điện gì công ty gì thì kêu khá không à, nghe người ta nói không phải khá bảnh mới được. Không phải, thật ra khá không được khá bảnh. Như sau này tôi sẽ làm clip rồi tôi chia sẻ đậm cá cho mấy bạn xài luôn. Chỉ con gà với xì gụ thôi. Đó, thành thử mấy bạn lại lấy xài đi, tôi nói thiệt luôn á. Mấy bạn giàu là tôi mừng. Đúng rồi. Chứ tôi không có giấu giếm cái gì hết trơn luôn á. Ai giàu, nông dân mà. Đúng rồi. Ai giàu được tôi mừng. Mà nhớ hoài đúng á. Còn thuốc men nè, cái gì tôi làm được quy chỉ. Rồi tới chương trình lại xịt, làm bông, làm trái, này nọ. Nhưng quan trọng nhất là mấy bạn bỏ cái khâu mà trái trên cây nhiều mới đạt, chứ còn bông là nhiều đừng ham. Đúng rồi. Bông nhiều nó cũng rụng mà thôi, còn quan trọng là trái trên cây. Biết chỗ rồi thì nên xuyên ghé. Tùy vào giai đoạn mình không ghé thường xuyên, nhưng mà vào giai đoạn bây giờ cơi đọt thì mình ghé, còn lúc mà kích hoa cũng nên ghé. Ghé để giao lưu, mấy ông Tây Nguyên không giao lưu với nhau mà không làm, mấy ông không làm thấy ghê không? Trời, tôi chỉ nhiệt tình hết trơn đó. Có những người nha, mà lâu quá không điện tôi nha. Yeah. Tôi điện lại á. Tôi bữa nay chương trình làm tới gì rồi. À. Đó, nhiều khi á, họ ngại. Tôi nói là đừng ngại, cứ điện thẳng. Nhưng muốn gặp tôi á, là 6 giờ tôi mới về. Máy không đem, ra đây đi ruộng đâu có đem đâu, làm không mà. Rồi ở nhà đó. Rồi muốn gặp tôi nữa thì 7 giờ sáng tôi đang nấu cơm đồ ăn đó. Và tôi còn ở nhà. Điện thì gặp. Mà 8 giờ tôi đi, tôi lên xe với này rồi là không bị gặp tôi. Mà muốn gặp được thì gặp này. Phải lấy số điện 1 mới gặp được tôi.